Neo 7 là một chiếc máy tầm trung cấu hình tốt. Ngoài cấu hình mạnh mẽ, pin màn hình và sạc nhanh ít nhất phải là thuộc top đầu. Điều quan trọng nhất là giá cực kỳ tốt. Equa Neo 7 vừa mới được phát hành. Đây là chiếc máy chất lượng với giá rẻ theo ý kiến của tôi. Ngoại hình không khác nhiều so với thế hệ trước. Trên tay mình là máy màu đen, nhưng khi nhìn từ bên cạnh, nó phát ra ánh sáng lung linh màu xanh lam, cực kỳ đẹp. Máy ảnh được cải thiện Sony IMX766V kết hợp 3 camera 50 megapixel. Tôi không có gì để nói về việc chụp ảnh. Thuật toán mạnh mẽ cho phép anh ta chụp ảnh rất tốt. Màn hình cũng rất đỉnh. Không chỉ sáng mà màu sắc còn cực kỳ đẹp. Nó cũng có chức năng độ nhạy áp suất màn hình, cho phép bạn chơi game hoạt động bằng 4 ngón tay. King of Glory cũng có thể thay đổi trang bị chỉ trong vài giây. Bật chế độ rung 4D. Bạn có thể trải nghiệm chế độ rung do động cơ chụp kép mang lại. Thời lượng pin chắc chắn không giảm. Pin lớn 5000mAh được sạc trực tiếp với cục sạc nhanh 120W, có thể tùy chọn từ 8 đến 12 giờ RAM. Những thứ bạn có thể thấy cơ bản là cấu hình hàng đầu. Đây có lẽ là bản nâng cấp hài lòng nhất của tôi. Máy được sử dụng con chip Dimensity 9000+. Tôi vẫn đang chờ màn trình diễn của nó. Vậy trải nghiệm thực tế của nó là gì? Hãy cùng xem thử game Battlegrounds Mobile. 100% pin còn lại. Chỉ cần sử dụng tốc độ khu ung hình 60 đã rất mượt để mang đến cho bạn trải nghiệm. Khẩu súng AKM tại trung tâm nhiều người nhảy. Hiệu suất của nó có thể nói là rất khả quan. Tốc độ khung hình là 60 khung hình trên một đường thẳng. Với con chip Dimensity 9000+60, cảm ứng con quay cũng không có độ trễ. Cảm thấy thực sự nó rất mượt mà. Nó làm tôi nhớ đến Redmi K50 mà tôi đã trải nghiệm trước đây. Hiệu suất Dimensity 9000+ thực sự đi ngược lại với Snapdragon 8+. Vì vậy, nếu bạn muốn chơi game với nó, hoàn toàn không có vấn đề. Ok, đã chơi trong 50 phút. Tiêu thụ điện năng 16%, nhiệt độ phòng là 19 độ, nhiệt độ tối đa mặt trước máy là 39.9 độ, sau máy là 36 độ. Màn trình diễn này rất tốt, thiết lập chất lượng hình ảnh cao nhất mà game King of Glory là 120Hz. Bạn không cần phải nghi ngờ gì về hiệu suất của EQ00 trên King of Glory. Nó là trò chơi chính từ khi ngày được sinh ra, tốc độ khung hình trung bình là 119, về cơ bản là một đường thẳng, trải nghiệm có thể nói là rất mượt mà, bởi vì có thời gian chết của vị tướng ở giữa, vì vậy khi ghi lại tốc độ khung hình nó đột nhiên lên 90, nhưng dao động nhỏ đều ở mức 117. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động. Chơi trong nửa giờ, tối đa 41 độ ở mặt trước và 40 độ ở mặt lung sau. Cuối cùng, chất lượng hình ảnh cao nhất của Genshin là 60 khung hình, 63% pin còn lại. Bắt đầu tính giờ, sau đó mở khung trò chơi của nó trong menu trò chơi. Genshin vẫn rất mịn, tốc độ khung hình trung bình là 59, chỉ có những biến động nhỏ khi chiến đấu với quái vật, nhưng nhìn chung thì khoảng 50. Chèn khung hình với trò chơi, có thể trải nghiệm thực sự rất tốt. Ok, chơi trong nửa giờ, mức tiêu thụ là 13%, nhiệt độ mặt trước là 42 độ, mặt sau là 40 độ. Màn trình diễn này thực sự tốt. Tôi khá bất ngờ về màn trình diễn lần này của Neo 7. EQ00 cũng rất tốt trong việc điều chỉnh Dimensity 9000+, hoàn toàn không thua kém Redmi K50 Supreme Edition. Với con chip Snapdragon 8+, với mức giá này thì có lý do nào?